các bạn. Đây là game P3D và mình đang ngồi trong buồng lái chiếc F35B do Mỹ sản xuất. Đây là chiến đấu cơ thế hệ thứ 5, được coi là hiện đại nhất của Mỹ hiện nay. Có thể thấy buồng lái của chiếc máy bay này rất đơn giản, với rất ít công tắc, nút bấm và đồng hồ. Tuy nhiên, hàm lượng công nghệ được tích hợp trong chiếc máy bay này thì lại ngược lại với sự đơn giản của buồng lái. Và trong video này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về một công nghệ đặc biệt được áp dụng trên chiếc F-35. Có thể các bạn đã được nghe rằng phi công của F-35 có thể nhìn xuyên qua máy bay của anh ta để tìm kiếm, khóa mục tiêu và tấn công mục tiêu. Vậy điều đó là như thế nào? Các bạn hãy để ý, các thông tin được hiển thị ở đây sẽ thay đổi vị trí theo hướng nhìn của phi công. Đó là vì các thông tin này được chiếu lên kính mũ của phi công. Công nghệ này đã được áp dụng trên mũ của phi công lái máy bay trực thăng chiến đấu, như chiếc AH-64 Apache. Thậm chí phi công của chiếc AH-64 còn có thể điều khiển khẩu pháo 30mm bằng mũ. Và mũ của phi công F-35 còn hiện đại và đắt đỏ hơn mũ của phi công lái máy bay trực thăng chiến đấu rất nhiều. Tuy vậy, chiếc mũ này chỉ có thể phát huy hết khả năng khi kết hợp với những công nghệ được trang bị trên máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5. Chiếc F-35 có thể coi là một tổ hợp của các cảm biến hiện đại. Trong đó có 6 cảm biến hồng ngoại độ phân giải cao được bố trí ở xung quanh máy bay. Hệ thống này có tên là ANAQ-37 hay còn gọi là DAS. Tổng hợp hình ảnh được thu lại từ 6 cảm biến này cho trường nhìn 360 độ xung quanh máy bay. Đây là vị trí của các cảm biến hồng ngoại trên chiếc F-35. Hai chiếc được bố trí ở hai bên mũi, hướng sang hai bên. Một chiếc được bố trí ở phía trên mũi, hướng tới trước. Đây là vị trí hai cảm biến hồng ngoại được bố trí đối xứng nhau dưới bụng máy bay. Và đây là cảm biến được bố trí trên lưng máy bay, hướng ra phía sau. Như vậy là các camera của chiếc F-35 cho trường nhìn 360 độ xung quanh máy bay. Và mũ của phi công F-35 sẽ giúp cho việc hiển thị các hình ảnh này cho phi công một cách trực quan và dễ dàng nhất. Có thể hình dung một cách đơn giản và dễ hiểu nhất, thì mũ của phi công F-35 như sự kết hợp của một kính VR xem phim 360 độ và một kính AR như kiểu kính Google Glass. Chúng ta đều biết rằng khi sử dụng kính VR để xem phim hay chơi game 360 độ, thì khi đầu quay hướng nào thì hình ảnh cũng quay theo tương ứng. Và cũng như kính AR thì hình ảnh này được chiếu lên kính mũ của phi công F-35. Do vậy, phi công vẫn có thể nhìn xuyên qua và quan sát các thiết bị khác trong buồng lái. Nói chung là chăm nghe không bằng mắt thấy. Bây giờ mời các bạn cùng xem những hình ảnh mà phi công F-35 sẽ nhìn thấy qua kính mũ. Hình ảnh hiển thị lên kính mũ cho mình cảm giác nhìn xuyên qua phía trước buồng lái của chiếc F-35 và nhìn thấy hạm đội tàu sân bay của Anh đang ở phía dưới. Và khi phi công của F-35 nhìn sang các vị trí khác thì hình ảnh cũng thay đổi theo tương ứng. Ngoài việc giúp phi công quan sát được tình hình chiến trường thì hệ thống này còn giúp phi công F-35 khóa mục tiêu. Bây giờ mình sẽ thử khóa mục tiêu bằng cách sử dụng hệ thống này. Phi công chỉ việc nhìn vào mục tiêu và nhấn một nút trên cần điều khiển là đã có thể khóa mục tiêu. Lúc này hình ảnh của mục tiêu sẽ hiện lên trên màn hình phía trước của chiếc F-35. Hình ảnh trên màn hình này không phải là từ các cảm biến của hệ thống DAS mà là từ một cụm cảm biến khác. Tuy nhiên, hệ thống đó cũng liên kết với hệ thống DAS. Và khi phi công hướng mũ để nhìn về phía mục tiêu thì các cảm biến của hệ thống này cũng hướng về phía mục tiêu. Do vậy, chúng dễ dàng khóa mục tiêu. Đó là hệ thống theo dõi và khóa mục tiêu bằng quang điện của chiếc F-35, còn gọi là IOTS,
được gắn ở bên dưới mũi của chiếc F-35. Hệ thống này tương tự như hệ thống Skva TV của các máy bay Nga, tuy nhiên nó có trường nhìn rộng hơn. Nó có thể theo dõi mục tiêu, đồng thời chiếu tia laser để dẫn đường cho các vũ khí có điều khiển. Với sự kết hợp của hai hệ thống này, phi công của F-35 có thể dễ dàng tấn công mục tiêu bằng các loại bom thông minh dẫn đường bằng laser. Kết hợp với tính năng tàng hình rất mạnh của chiếc F-35, nếu tấn công ở trong đêm thì nó quả là một kẻ gieo rắc chết chóc thầm lặng. Đối phương sẽ rất khó để đề phòng cho đến khi bom rơi trúng mục tiêu. Để mình thử lại tính năng này cho các bạn xem nhé. Thật ra thì game này chỉ thể hiện được một phần rất nhỏ công nghệ của chiếc F-35. Đây là một chiếc máy bay rất hiện đại và chứa đựng nhiều công nghệ vẫn còn là tuyệt mật của người Mỹ. Do vậy các game máy bay chiến đấu như game DCS World vẫn chưa xây dựng được chiếc máy bay này. Trong video tiếp theo mình sẽ sử dụng chiếc F-35 này để tấn công căn cứ tàu ngầm của Trung Quốc ở Tam Á xem sao. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Chào tạm biệt. Hẹn gặp lại.